Xin chào cả nhà, hôm nay thì em có 7 chậu đen lô vàng mắt đen, hàng siêu VIP để giới thiệu các bác. Và hàng lô này em về hơn 30 chậu, bây giờ chỉ còn duy nhất 7 chậu thôi. Và lô này lô giá rẻ, lô cuối cùng của vườn, hàng đẹp và giá rẻ mà nhà vườn xuất rồi. Hiện tại thì các nhà vườn khác thì người ta đang xuất ra theo thân, nên là hiện tại cái lô hàng rẻ này thì hôm nay chỉ còn duy nhất 7 chậu thôi. Nên là bác nào vừa rồi chưa sưu tập được cái dòng hoa đen lô vàng này nhanh tay nhé. Và cái mặt hoa của đen lô vàng thì em cũng xin điểm qua như sau. Đây là hàng này là năm ngoái khách mua em là cái cây thanh lý đó, chỉ có thân già thôi mà nó đã lên hoa rồi. Các bác thấy sai hoa chưa? Hoa của nó màu vàng, cánh xoắn và mắt đen rất là đẹp, độ bền từ tháng rưỡi đến 2 tháng. Đấy ạ. Đây là cây đen lô vàng mà khách nhà em mua cái hàng đẹp ấy, hàng xịn là 350 một thân năm kia. Năm kia là mua 350 một thân. Mà bán mà trồng 2 năm bây giờ nó nở sum suê rồi, nó đẻ ra rất là nhiều nhánh. Và loại này đặc biệt đó chính là nở hoa sai gần như từ gốc lên trên tận ngọn. Đây là hàng nở trực tiếp tại vườn nhé. Đây là hàng cây thực tế tại vườn sổ này. Và đây là cái hàng mà đi thi triển lãm hoa lan. Những cái tác phẩm này thì rất là đẹp. Hoa màu vàng tươi. Em lên cho mọi người 7 mã như sau nhé. Các bác chốt nhanh nhé, bởi vì sau 7 mã này là em hết hàng rồi. Đó, hơn 30 chậu. Về cứ rất là nhiều lô. Có lô về 8-90 chậu cũng hết hàng. Và bây giờ lô này là giá cuối cùng. Mã V8 đen lô vàng mắt đen này, 3 thân dài này, em bán cho mọi người giá ưu đãi 230 thôi. Bán rẻ. Tiếp theo là V3 đen lô vàng mắt đen 7 thân. 7 thân. Hiện tại vẫn còn đang ghi ngọn nhé, 7 thân 300.000. Tiếp theo là V15 đen lô vàng mắt đen 3 thân dài 280. Chậu 280 này cao mập hơn chậu 230 vừa rồi nhé. Tính ra vẫn còn rẻ chán mọi người ạ. Thân to lắm, thân to bằng ngón tay cái, thậm chí bằng ngón chân cái cả. Tiếp theo là mã V13 6 thân 320. 6 thân đen đô vàng mắt đen 320. Chị còn vườn này là hàng người ta xuất là hết hàng rồi. V11 5 thân 300.000. 5 thân đen đô vàng mắt đen 300.000. Tính ra có 60.000 một thân, bây giờ người ta đổ cho em là 130 một thân đấy. Bây giờ các vườn khác người ta đang giao giá 130 một thân, bây giờ các bác chia ra chỉ có 6.000 một thân. Giá còn không bằng cái giá nhập hiện tại. V17 đen đô vàng mắt đen 3 thân 270.000. À 280.000 nhá. Chọn lại 280, V17 280. Cũng 3 thân cao dài. Siêu to luôn, thân to mập bằng ngón chân cái đấy. Và V9 3 thân 270.000. Lô đợt này không mua thì hơi phí luôn, bởi vì không còn cái lô hàng nào nó chất lượng như này nữa. Đen rô vàng mắt đen, một trong top những dòng hàng đen rô thuộc cốc dòng đen rô xuân. Tuy nhiên thì mặt hoa màu vàng, hàng tuyển chọn. Hôm nay thì em về cái lô hàng của vườn này, người ta đã tất cả những dòng đen rô này đã thắt ngọn hoàn toàn rồi nhé. Nhiều cây đã sưng mắt nụ ạ. Những cái lô trước thì cây vẫn còn đang đi ngọn, nhưng lô đợt này là cây thắt ngọn. Thì đảm bảo các bác là chơi hoa chuẩn Tết luôn. Chậu này thì nó sẽ có số lượng từ 2 đến 3 thân nhé. Trước tiên thì em giới thiệu đến mặt hoa của nó. Đây, cái mặt hoa của nó là dòng hoa màu vàng tươi với mắt màu nhung đen rất là đẹp. Đây là những cái cây mà khách mua từ những năm trước, cây đó là dòng cây thanh lý đấy mà khách trồng này, nó lên hoa còn đẹp chưa. Còn đây là khi mà khách mua cái lô hàng cây xịn. Hàng xịn này là 350 một thân và 2 năm trước. Với giá trị như vậy người ta trồng đến bây giờ nó đã đẻ ra rất là nhiều thân và hoa của nó sai từ gốc đến ngọn. Hoàng này hoa thực tế nó ở tại vườn đấy nhá mọi người nhá. Đây cho mọi người xem cái bông hoa thực tế nó ở tại vườn. Và đây là bông hoa đi thi triển lãm. Đây là cái đen rô vàng này rất là được khách hàng ưa chuộng. Người ta còn gọi nó tên khác mà chính là đen rô vàng kim cương. Chậu trung bình từ 2 thân đến 3-4 thân. Những chậu 2 thân thì thường nó cao, nó mập, nó dài hơn. Còn ví dụ chậu 3-4 thân thì thường nó thế này. Nó thấp bé hơn. Thì nó nhiều thân hơn. Đây, những cái chậu này là đều thắt ngọn hết rồi, nên lý do tại sao là các bác thấy là một số cây này nó chuyển sang lá nó màu vàng, bởi vì lá nó thắt ngọn nó sẽ vàng lá mà nó rụng lá nhé. Một chậu ngày hôm nay em xin phép bán với giá đồng giá hết là 190.000 đồng một chậu. 190.000 đồng một chậu đen rô vàng mắt đen và kim cương. Số lượng chỉ có 20 chậu thôi ạ. Hàng này là hàng cây thắt ngọn trưởng thành hết rồi, cây thắt ngọn để chơi hoa năm nay. Hàng bao đẹp ạ. Em lên cho mọi người những cái chậu mã hoàng nhạn 4N hàng size VIP hôm nay vừa mới về, cái lô hàng rất là đẹp.
Hàng hôm nay thì cây to, nhiều cặp lá, cây lá xếp và thậm chí có những cây mẹ con, những cây sinh đôi rất là đẹp luôn. Và giá thành nó cũng rất là mềm mại thôi ạ. Em sẽ cho mọi người xem qua cái lô hàng hôm nay và cũng như là báo giá đến các bác nhé. Những cái hàng VIP này thì em sẽ đánh theo mã hình. Còn những cái hàng mà hôm trước này, những cái holo hôm trước mà em bán đồng giá chính là những cái loại này. Loại này là loại em bán đồng giá là 150.000 một cây hoàng lạn lá xếp 4N. Tuy nhiên ngày hôm nay thì cây nó to, để các bác so sánh nhé. Có những cây nó phải to gấp đôi, gấp hơn gấp đôi mà bản lá nó to hơn nhiều. Mà giá thì nó chỉ hơn nhau có vài chục nghìn thôi. Nên tại sao cái lô hàng này em bảo là lô hàng giá rẻ và rất là đẹp. Đây các bác ạ, cái hàng nó mới lên chậu gỗ thì cây của nó sẽ giá trị hơn rất là nhiều. Ví dụ một cây này nó phải tiền triệu cơ. Phải tiền triệu với có một cây hoàng nhạn 4N hoa rất là đẹp đó. Hoa thì siêu thơm mọi người nhé, hoa thì cực kỳ là thơm. Đây là hôm nay thì các bạn là muốn lấy những cái hàng mà đồng giá 150.000 thì bên em vẫn có. Còn đây là những cái hàng VIP thì em sẽ đánh từng mã như sau. Các bác đọc đúng mã cho em nhé. Em sẽ không theo thứ tự đâu ạ. Đây là A8 này, mã này có 230.000. Một cây lá xếp rất là đẹp. Cây này mà lên chậu gỗ phải 500. Phải 5-600 nhé mọi người nhé. 230.000 thôi. Đây so sánh luôn cái loại 150 này. So sánh luôn cái loại 150, các bác thấy nó sự khác biệt chưa? Tiếp theo nhé. Hoàng nhạn 4N A26 290.000. Một cây mẹ bồng con 290. Đây, riêng cây này đã là cây 150 này. Cây nhỏ là cây 150, cây to còn chưa tính nữa. Đấy, mà có 290.000 thôi ạ. Tiếp theo A3 210.000 đồng. Cây này là cây thế xoắn nhá. Cây này 2 4 6 8 9, 9 cặp lá, thế nó hơi cong. 210.000 đồng. Tiếp theo nữa, đó chính là A19 hoàng nhạn 4N 300.000. Đây. Cây này mà ghép lên thì nói thật nó thành tác phẩm rồi mọi người, có 300.000 này. Đây em so sánh luôn cái cây nhỏ nó bằng cây 150 luôn, mà chưa để kể cây to nhá các bác nhá. Người ta bán riêng cây to đã 300.000, em chưa kể là bán cả cây nhỏ, cây to này là 300.000. Đây là A19 hoàng nhạn 4N. A30 hoàng nhạn 4N 320.000. Đây hai cây lá xếp rất là đẹp luôn, xếp về đều tăm tắp luôn. 320. Lô này các bác không lấy là hơi phí đấy nhá. A14 210.000 đồng, hoàng nhạn 4N 210.000 đồng. Một cây lá xếp rất là to. Cây này thế cong 2 4 6 8 10 11 cặp lá. Thế nó cong thôi nhưng mà chính ra những cái loại này nó rất là đặc biệt. 210. Rẻ. Tiếp theo là A12 hoàng nhạn 4N 200.000. Đây cây 200 này cũng to này. A16 270.000. Hai cây to đều nhau nhưng cây này nó hơi xoắn một tí. Hơi cong một tí. Đây cây này thì hơi xứt lá đây tí. 270.000 A16. A27 270.000. Hai cây đôi to đùng luôn. Có to hơn cây 150 nhiều ấy. Cây bên đây thì nó hơi xứt lá. 270.000. Tiếp theo là A2 250. 250 cây này VIP này. Đó, lá xếp VIP đẹp chưa. A4 230. Đây cây này cũng là cây xếp VIP đẹp. Đó, cái lô hoàng nhạn 4N hôm nay chỉ về có từng đây thôi. Các bác chốt nhanh đọc đúng mã cho em nhé. Em lên cho mọi người những chậu 5 cành trắng họng hồng, hàng siêu VIP nhé. Hàng này là hàng phi điệp, hoa nở Tết và rất là thơm. Ngày trước thì các bác nhớ đến họng hồng thì nó là một dòng 5 cánh trắng với giá bình dân và giá hoa của nó rất là đẹp. Đây là những cái tác phẩm họng hồng mà rất là nhiều những hình ảnh người ta đã để lại và mọi người có thể tham khảo trên các trang mạng, trên Google nhá. Đây là một hình ảnh tác phẩm mà khách nhà em những cái năm trước đây mà khách đã chụp lại. Và các bác biết giá trị ngày xưa một thân họng hồng này đã rơi tầm 350.000 một thân họng hồng nhá. Bán theo thân đó, đây là một cái dòng hàng rất là đẹp. Đó, chậu hôm nay của gia đình nhà em về lô hàng rất là nhiều thân mọi người nhé. Không đếm xuể thân, thấp nhất nó rơi tầm 6 thân. Còn đâu thì có những chậu nó phải mười mấy thân cơ. Đấy, những cái chậu mười mấy thân em không đếm số lượng thân mà em sẽ quay cho mọi người thành từng hình. Giá thì nó cũng rất là rẻ thôi. Thậm chí có những lô hàng hay một chậu nó chưa bằng một thân của ngày xưa. Đấy, với tình hình hiện tại thì đó là thời điểm mà mọi người có thể mua và sưu tầm một cái dòng hoa rất là đẹp. Và em chắc hẳn là Tết năm nay nếu các bác sở hữu những chậu 5 cành trắng họng hồng này thì chắc chắn là có một cái mùa Tết rất là rực rỡ. Thay cho những cái chậu hoa thông thường ngày Tết thì các bác có thể lấy một chậu hoa này để trưng hoa Tết, bởi vì hoa nó rất là thơm, màu cánh trắng và họng hồng trái tim nhá. Cây của nó thắt ngọn hết rồi, có những cây thắt ngọn lá nó vàng mà nó rụng gần như là rụng lá rồi. Ví dụ đây là những cái thân nó rụng lá này, thắt ngọn rồi nhá. Em lên cho mọi người thành từng mã như sau.
hình HH1 này, em ký hiệu là 5 cái trắng hậu hồng HH1, tất cả là dòng hàng ươm ghi nhá. Giò này 6 thân dài đều nhau 180.000, tính cho 30.000 một thân. HH2, chậu này cũng 180.000, 2, 4, 6, 7 7, 8 thân gì đó, nó ngắn hơn một tí. Đây, 180.000, đẹp chưa? Cả một lô hàng. HH3 cũng 180.000. Em quay nhanh cho mọi người nhá. Đấy ạ, 180. HH4 này, chậu này thì siêu nhiều thân luôn, không đếm được mười mấy thân không biết nữa, cả một suối hoa luôn các bác nhá. 240.000, chơi hoa xong thì mình lại ươm giống cho năm tới, lên mầm gốc. HH5, 5 cánh trắng họng hồng, 220.000. Đấy, cũng là một lùm hoa luôn nhé mọi người nhé. Cái lô hàng này bao rẻ đẹp luôn ạ. 220. HH6, 5 cánh trắng họng hồng, cũng 230.000. 230.000. Em ghi giá vào nhé em nhé. Đó, HH7, 5 cánh trắng họng hồng, 230.000. Rất là nhiều thân mọi người nhé. Đây em đếm thử cho mọi người này. 2, 4, 6, 8, 10, 11 thân, 230.000. HH8, giò này tận rất là nhiều thân nhá. Giò này nhiều thân, 260.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thân. 12 thân, 260. Tận 12 thân mọi người nhá. HH9, 5 cánh trắng họng hồng, 250.000. Ui, siêu đẹp luôn. HH10, 5 cái trắng họng hồng, 220.000. Đây là những cái chậu rất là nhiều thân em tuyển chọn rồi nhé mọi người ơi. HH11, 5 cái trắng họng hồng, 230.000. HH12, 5 cái trắng họng hồng, 220.000. Đây, chậu này cũng sung xuê rất là nhiều thân này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. Đó, đây là những cái chậu 5 cái trắng họng hồng, hàng tuyển bao đẹp. Một cái giỏ hàng trưng Tết rất là tuyệt vời. Kiếm đỏ nha mọi người nhá. Hôm nay em có về một lô kiếm đỏ siêu bự, siêu to. Những cái chậu này ngày trước toàn hơn 250 này. Đó, đẹp chưa? Bụi to đùng mà nhiều tép. Kiếm đỏ ngày hôm nay em bán giá Zalo cho các bác chỉ có 150 thôi. Đấy, một chậu kiếm đỏ siêu to đùng như thế này chỉ có 150.000 thôi ạ. Bác nào nhanh tay, số lượng hôm nay chỉ có hơn chục chậu nhá. Hàng chọn bao đẹp. À, tiếp theo là dòng vũ nữ củ tỏi ạ. Một cái dòng vũ nữ với dòng hoa của nó bền, chơi phải đến 2 tháng mới tàn nhá. Cái vòi hoa của nó phải cần hoa phải dài 70-80 cm mọi người. Vừa rồi thì em về cái lô vũ nữ củ tỏi đang có nụ hoa là giá 180.000. Nhưng tuy nhiên hôm nay thì cái lô đợt này thì nó chưa có nụ. Tức là cái dòng này hoa của nó ở quanh năm thôi mọi người nhá. Củ tỏi hôm nay bụi của nó to, nhiều thân. Đó, em bán cho mọi người giá là 140 một chậu nhá. Này, chậu rất là nhiều thân. Giá cũ 180 mà nó ít thân hơn nhưng nó đang có nụ hoa, nó đắt hơn. Còn chậu nhiều thân này, ê, lác đác một số cây đang có nụ. Dòng này nó nở quanh năm nên các bác yên tâm là thời gian ngắn nữa thôi nó đã chơi hoa rồi. 140.000. Dòng này thì hương thơm rất là ngọt ngào. Đã từng thưởng thức hoa ở tại cửa hàng rồi và bọn em cũng đã được trưng bày rồi. Nên các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Đó, hàng rất là đẹp, hôm nay về số lượng ít. Một bụi của nó này, hôm nay siêu to đùng luôn, nhiều thân lắm ạ. Tay châu hồng cánh sen em có 3 chậu với mọi người nhé. Em sẽ quay cho mọi người thành tình hình. À, giá em bán một chậu này, lô đợt này thì rẻ hơn thì chỉ có 290 thôi. 290.000 một chậu. Đây là cây số 1 này. Cây này rất là to. Cây này to, 2, 4, 6 cặp lá. Hàng bao chuẩn mặt hoa nhá, 6 cặp lá. Lô trước cây này là 350 một chậu đấy ạ. Lô đợt này lấy vườn nó tính rẻ hơn, 290. Mã số 2, cây này thì nhỏ hơn cây kia nhưng cây này thì cũng 6, 2, 4, 6, đang 7 cặp lá. Cây này thì mít rụt hơn, nhưng nó nhỏ hơn cây kia nhé các bác nhé. Lá nó ngắn hơn. Cây này thì cũng 290.000 nhé. Cây số 2, cây nhỏ hơn, nhiều cặp lá hơn. Cây số 3, cây này thì vừa rồi em để nó bị gãy cái lá, để cắt đi. 2, 4, 5 cặp lá. Cây này thì em sẽ tính với giá chỉ có 150 thôi. Nó cắt lá nên em sẽ tính nửa giá so với giá bình thường. Cây nó to, 150, 290, 3 cây hồng cánh sen nhé, bao chuẩn hoa, hàng VIP của Đai Châu Thái ạ. 5 cánh trắng Phú Thọ. Những chậu 5 cánh trắng Phú Thọ này giá bình thường em bán là 50.000 một ki. Hôm nay thì em còn 4 chậu, mỗi chậu đều 3 ki nhá. Nó sẽ có cả thân dài và thân ngắn, em sẽ bán là 130.000 một chậu. Em bán 130.000 một chậu 3 ki nhá. Em có 4 chậu này, rất là đẹp. Phú Thọ ngày xưa triệu đỉnh điểm nhất là rơi tầm 1,8 triệu một sen, giờ 150.000, à 130.000 một chậu 3 ki rất là đẹp luôn. Em lên cho mọi người những chậu đen đô nắng chớp bịp nhé. Hàng này thì hạ bảo hành chuẩn mặt hoa cho các bác. Chớp bịp những cái chậu nhiều thân. Và hôm nay thì em chia thành từng mã. Và mỗi mã nó có giá tiền như sau.
Cây này là hình số 8 chấp bịp này, một chậu rất khá là nhiều thân này. Cây đứng ngọn nó chuẩn bị cho nụ hoa 230.000 thôi. Hình số 5 đen đô nắng chấp bịp cũng 230.000. Đó, 230.000. Thân này mập hơn, nhưng nó ít thân hơn cái chậu kia. Đen đô nắng chấp bịp tiếp theo, hình số 1 240.000. Chậu này 4 thân dài. Các bác lưu ý Denzo nhé, nó không chỉ lên hoa ở trên đầu ngọn mà nó còn lên hoa ở những cái nách lá. Cái này lên hoa để đảm bảo các bác là chuẩn giống. Tiếp theo là Denzo nắng chấp bịp, mã này là mã hình 10, H10. Mã này thì nó ra một, mã này 200.000 thôi, chậu này cực kỳ là nhiều thân. Có 200.000. Tiếp theo Denzo nắng chấp bịp hình số 9, 220.000. 1, 2, 3. 3 thân rất là mập đây. Nụ hoa của nó cần rất là to. Đây là những chậu hoa đảm bảo là chuẩn mặt hoa, chuẩn giống các bác. Em còn duy nhất một chậu ăn ba xưa. Một chậu ăn ba xưa rất là nhiều thân, 70.000. Chậu ăn ba xưa. Trước tiên thì em xin đi qua dòng đầu tiên, đó chính là Robert ạ. Robert hoa thơm, cánh trắng và lưỡi tím rất là nhọn, rất là đẹp. Bụi Robert nó có đặc biệt, đó chính là thân của nó lùm nhiều thân nhá các nhá. Năm nặng bây giờ thì mới có ấy. Cái Robert này gần như là các nhà vườn bây giờ mới nuôi lại giống, bởi vì cách đây nó lâu. Lâu lắm rồi, người ta bán đã hết hàng rồi ạ. Đấy, bụi hôm nay chỉ có 70.000 một chậu Robert, rất là nhiều thân. Chiều cao chỉ tầm một gang tay thôi nhá. Hoa rất là thơm, đây dòng hoa thơm. Tiếp theo đó chính là năm cánh trắng quốc dân, cũng là dòng hoa thơm này mọi người này. Chậu cũng lùm, nhiều thân này. 70.000 đồng một chậu năm cánh trắng quốc dân nhá. Chậu nào ít thân thì nó cao hơn một chút. Năm cánh trắng quốc dân 70.000. Tiếp theo là vàng chanh. Vừa rồi thì vàng chanh đã cháy hàng và hôm nay thì về thêm một lô hàng nữa này. Bụi vàng chanh đấy ạ, hoa của nó rất là đẹp. Nhiều cây đã đứng ngọn và sưng vòi rồi mọi người nhé. Đấy, chậu là lùm. Các bác cứ hình dung là chậu nào lùm nhiều thân, còn chậu nào cao nó ít thân hơn một chút. Vàng chanh 70.000. Tiếp theo là hoa hồng blue. Hoa hồng blue, bông hoa của nó giống hoa hồng nhá. Đợt này thì cây nó cao này, nhiều cây đã đứng ngọn này. 70.000 đồng một chậu hoa hồng blue. Rồng xanh, tiếp tục hôm nay về thêm bổ sung một lô hàng rồng xanh. 70.000, thân rất là mập mạp đẹp, 70.000. Đấy, chiều cao nó chỉ vậy thôi. Còn có thể là nếu các bác thích cây cao hơn thì có thể chuyển sang cây tím 294. Cây tím 294 lô đợt này mới về. Cây siêu cao luôn mọi người nhá. Riêng dòng tím này thì hoa của nó cực kỳ là đẹp. Hoa của nó màu đậm và cánh sáp bóng màu đỏ đậm. Thân cao, nó chỉ có một thân cao và một thân thấp thôi, nhưng mà thân của nó rất là mập, 70.000. Đấy, mắt nụ thì rất là nhiều, mắt nụ đang sưng. Tím Huế ạ, một cái dòng hàng tím mộng mơ, mặt hoa đẹp. Và dòng này thì hoa thì nó siêng hoa, phải bàn, khỏi phải bàn luôn. Đấy, cây tím Huế đây, cao to đẹp chưa. Tím Huế rất là nhiều khách hàng đã đặt hàng. Tuy nhiên thì lần này mới về thôi, lần trước thì chưa có về đâu. 70.000 đồng một chậu nhá. Vàng tia hôm nay cũng mới về này mọi người này. Bụi lùm nhiều thân này. Lưu ý là cái vàng tia này thì một số cái lá gốc của nó già, nó vàng lá thì các bác ngắt đi là chuyện bình thường, không ảnh hưởng gì nhá. Đấy, vàng tia 70.000 đồng một chậu. Đây, cây cao nó ít thân, nhưng cây thấp thì nó nhiều thân. Đấy, đồng giá hết là 70.000 đồng một chậu. Vàng mai ạ. Vừa rồi bác nào đã đặt vàng mai và cháy hàng vàng mai thì hôm nay thì các bác đặt bổ sung nhá. Bởi vì cái lô hàng vàng mai hôm nay cây đều cây 10 cây như 10 luôn. Nhiều ngồng nụ đang lên đó ạ. Rất là nhiều ngồng nụ đang lên. Còn nhiều cây thì chuẩn bị đứng ngọn rồi. Cây vàng mai là cây tơ, đẹp chưa? 70.000. Và dòng vàng mai này hoa của nó rất là xinh, hoa màu vàng. Lô đợt này vàng mai về rất là đẹp, mướt mượt mượt luôn. Tiếp đến là bò vàng. Bò vàng có 70.000 thôi ạ. Bò vàng 70.000, bụi cũng đẹp, nhiều thân. Bò vàng cánh xoắn nhá, 70.000. Tiếp theo là dáng xưa. Dáng xưa, cây lùm, mập. Đấy ạ, 70.000 đồng một chậu dáng xưa. Hoa cánh trắng, cánh bầu trắng, trắng tím đan xen nhá, cánh bầu đẹp. Phía bên đây đó chính là nắng 114. Dòng nắng 114 cây cũng là dòng cây cao, thân tơ đẹp. Hoa của nó là hoa tím đậm với cánh viền màu trắng rất là xinh. Dòng này là dòng nắng, cánh bay đẹp lắm ạ. Đây là tím, nắng 114 nhá, nắng 114. Bà liễu xưa hoa thơm, đây là dòng bà liễu xưa chậu phi 12. Phi 12 đợt này thì cây nó cũng khá là cao mọi người nhá, không hề thấp đâu. Đây đợt vừa rồi cây thấp như vậy thôi, nhưng đợt này thì cây nó cao hơn. Và bà liễu xưa này thì em xin phép bán là 80.000 đồng một chậu nhé. Riêng những dòng năm cánh trắng quốc dân này, những dòng hot như Pensuda và liễu thì giá nó nhỉnh hơn những loại kia một chút. Tuy nhiên này đã chơi Denzo thì mình nên chơi sưu tầm những dòng này. Cây siêu mướt đẹp, dòng này thì hoa cực kỳ là thơm và rất là siêng hoa. Về mới một lô nắng 5N. Nắng 5N nó là một dòng hoa màu trắng tinh,
và rất là siêng hoa. Một số cây đang có vòi hoa đây ạ. Nắng 5N đây ạ. Giò này có 70.000 một đồng một chậu thôi. Đấy, có 70.000 một chậu nắng 5N nhá. Phía bên đây đó chính là banana. Banana hoa thơm. Người ta gọi là chuối thơm đây, thân nù mập. Đấy, nhiều cây thì nhiều ngọn đang đứng ngọn và chuẩn bị sưng nụ hoa rồi. Banana là dòng hoa rất là thơm. Tiếp đến thỏ nâu nhá. Thỏ nâu cây nó thấp thôi ạ. Dòng thỏ nâu thì cây thấp. Cái giống thỏ nâu thì lâu lắm mới có này. Cây thấp chỉ tầm một gang tay thôi. Thỏ nâu 70.000 đồng một chậu. Thông chai gôn. Đây ạ, thông chai gôn vừa về thêm đây mọi người ơi. Cứ tưởng là cái dòng thông chai gôn này thì đợt trước các bác đặt hàng nhiều, lần này đặt ít, nhưng vẫn là cái dòng mà tạo cái độ sức hút rất là nhiều. Các bác đặt thông chai gôn rất là nhiều luôn. Đó, thông chai gôn cây nùn mập, mướt đẹp luôn, 70.000 đồng một chậu thông chai nhá. Dòng này hoa của nó cực kỳ là sai hoa, rất là sai hoa. Burana. Ai đã chơi cái dòng Burana thì biết không ạ? Cái lô hôm trước là cái dòng này lá mít rất là đẹp, bay hàng lô đợt vừa rồi nên đợt này thì em đặt nhiều hơn. Burana một chậu như vậy có 70.000 đồng một chậu nhá. Gọi là Burana. Burana các bác đọc đúng cho em là Burana nhá. Dòng lá mít rất là đẹp. Sang bên đây đó chính là cây cam lửa. Đợt này về Denso cam lửa này, dòng hàng mới, Denso nắng mới. Cam lửa 70.000 đồng một chậu. Măng cụt đấy ạ. Măng cụt. Măng cụt cây của nó này, thân lùn, lá mít đẹp chưa? 70.000 đồng một chậu. Dòng măng cụt lá mít. Hoa của nó rất là xiêng, rất là đẹp. Tiếp theo đó chính là đồng tiền tím. Đồng tiền tím 70.000 đồng một chậu. Dòng này thì rất là siêu hoa, rất là xiêng hoa, rất là đẹp. Đồng tiền tím 70.000. Dòng đỏ ạ. Đây dòng đỏ này. Dòng đỏ thân lùn lùn thôi ạ. Dòng đỏ thân lùn. Đây có chậu thân cao thì nó chỉ có một thân thôi. Còn nếu các bác lấy cái chậu thân lùn thì nó ít, nó nhiều thân. Thân cao đây, thân lùn đây. Thân lùn nó chỉ tầm một găng tay đổ lại thôi. 70.000 đồng một chậu dòng đỏ. À đây đồng tiền tím đây. Đồng tiền tím này về rất là nhiều đây này. Cái đồng tiền tím này. Đấy, đồng tiền tím là cái dòng mà phải nói là vòi hoa nó cao, nó dài, nó đẹp. Hoa của nó đan xen giữa màu trắng tím rất là tuyệt vời. Tiếp theo bên đây nữa đó chính là dòng gì ta? À, mini hồng. Đây là dòng Dendro mini hồng. Đây cái mắt hoa em có đính kèm cho các bác xem nhé. Cái dòng này là dòng Dendro mini và cây của nó thân rất là mập. Đây nhiều cây ấy đang có nụ hoa. Dòng mini hồng thì cái dòng mini nó cao thì nó không cá cao đâu, nhưng mà dòng này nó rất là dòng siêng hoa. 70.000. Bò tím lá mít. Trời, bò tím đặt đợt này về nhiều lắm mà cũng đã gần hết hàng rồi mọi người ơi. Nhanh tay nhanh tay nhé, không là cháy hàng luôn. 70.000 đồng một chậu bò tím. Bò tím thì thân cao, lá mít, hoa của nó màu tím cánh xoắn. Đấy, thân của nó toàn thân tơ thôi, 70.000. Tiếp đến là bò blue. Bò blue. Bò tím với bò blue thì nó khác nhau là cái hoa bò blue thì nó tím nó phớt nhạt hơn một tí. Tuy nhiên thì cái hoa của nó dòng cánh xoắn đều là những dòng hàng bò rất là đẹp. 70.000 đồng một chậu nhá. Đây là bò blue. Tiếp theo đó chính là thỏ xưa. Thỏ xưa cũng chỉ có vài chậu thôi. Đây các bác nhìn này, một thân Dendro này nó lên hoa trên đầu, nó còn lên các nách này, nên là có thể là một cái nó lên, một cây nó lên nhiều ngổ vòi hoa nhá. Tuy nhiên cái ngổ hoa có thể là nó to, một số cây hoa của nó sẽ bị thui nụ. Đây ạ, em bán cho các bác là bán giống thôi, 70.000 một chậu thỏ xưa. Các bác lưu ý là một số những lá của những cái năm nhất này nó bị kiểu như là nó già đời, nó sẽ bị vàng rụng lá, thì các bác ngắt đi cho em. Chủ yếu là mình trồng, là trồng những năm tơ, thân tơ năm nay. Đó, 70.000. Nắng hổ mang. Nắng hổ mang 70.000 đồng một chậu. Đây ạ, nắng hổ mang. Ồ, nắng hổ mang thì còn duy nhất một chậu thôi. 70.000, rất là cao to. Còn đây là nắng 4N nhá, cũng 70.000 một chậu nhá. Nắng 4N cũng 70.000 một chậu. Thân cao to đẹp. Nắng 4N. Đây là những cái dòng Dendro. Dendro nắng. Các bác hỏi đến dòng thiên nga quá là nhiều, và hôm nay thì nhà em bổ sung cho các bác một lô hàng thiên nga có phân màu hoa chuẩn hoa cho mọi người nhé.
Đây là dòng thiên nga, không phải dòng custom đâu ạ. Và tùy từng màu sắc thì nó sẽ có độ to nhỏ khác nhau. Và để giá thì nhà em sẽ bán đồng giá. Mặc dù là một số loại như là dòng đen này thì em nhập nó cao hơn, nhưng vẫn sẽ bán đồng giá cho các bác. Đấy, cái củ màu đen, úi dồi ôi, chưa thấy cái củ thiên nga nào nó to ú luôn như này luôn, mập đẹp lắm. Đây ạ, sẽ có những cái màu hoa như sau. Đầu tiên là chính là thiên nga đỏ. Đợt vừa rồi thì thiên nga đỏ em thấy là củ nó chỉ bằng cái củ này thôi này. Đây đợt này về thủ củ nó to, nó phải gấp đôi này. Và giá thì nó vẫn như vậy nhá. Riêng thiên nga các bác mua 5 chậu bên em sẽ miễn phí ship các bác nhá. Mua 5 chậu thiên nga. Còn nếu các bác mua 2, 3 hoặc 1, 2, 3 chậu, 2, 3 chậu ấy thì phí ship là 30.000 rồi. Thiên nga đỏ này là 50.000 đồng một cốc thôi nhá. Có 50.000 thôi. Cái này là chậu cây đồi củ rất là to. Cái này người ta chỉ cần sang chậu to là giá nó ít nhất nó phải rơi tầm từ 100.000 trở lên rồi. Thiên nga thì mọi người lưu ý là nó chống bằng củ giả hành, nên một số những cái lá của nó ấy, dù nó vàng đi các bác vui lòng là cắt đi, nó không ảnh hưởng gì đó. Chứ cái lá của nó đến nơi các bác có thể nó sẽ bị vàng lá, bởi vì nhà vườn gửi cho em khi mà nó cây nó còn xanh mướt về đến em nó đã bị vàng một số lá rồi. Nhưng tuy nhiên thì cái củ này thì kể cả là xuất sang nước ngoài ấy, người ta còn cắt lá đi cơ, chứ người ta không quan trọng cái lá đâu mọi người nhé. Thiên nga người ta còn xuất sang nước ngoài đó. Đó, nên là cái lá này người ta còn cắt hết đi, người ta chỉ giữ lại củ giả hành thôi. Bên đây là thiên nga nâu này, thiên nga nâu. Củ rất là to bự. Các bác nhìn đây là năm mấy rồi. Nó không phải là năm nhất đâu nhá, năm 2, năm 3 rồi đấy ạ. 50.000 một chậu cổ thiên nga nâu. Tiếp theo là thiên nga đen này, đây là dòng hàng VIP này. Em nhớ ngày xưa những cái củ đen đen này trồng lên chậu nó phải 3, 4, 5, 600.000 một chậu cỡ chậu ấy. Thiên nga đen này 50.000 một chậu thôi. Đấy, dòng củ thiên nga đen nó lù lù bé bé này. Gửi đi em sẽ ghi tên cho các bác vào đây nhé. Đã ghi tên hết rồi. Đảm bảo các bác là cây nào em quay tình trạng như thế nào thì gửi cho bác y như thế. Đây, cây nâu nhìn nó khác hẳn luôn. Và cuối cùng là thiên nga xanh. Dòng thiên nga xanh thì do cái lá của nó đã được cắt luôn tại vườn. Đấy, củ thiên nga đây, mọi người nhìn này. Thiên nga xanh này, một chậu rất là nhiều thân. Dòng này thì nó không có lá luôn nhá. Dòng thiên nga xanh này, về các bác trồng củ giả hành thôi. 50.000 đồng một chậu thiên nga xanh. Đây là lý do tại sao em mở cái lá của thiên nga nó không hề quan trọng một chút nào luôn. Đấy, dù các bác cắt đi cũng được để nó giảm tình trạng thoát hơi nước. Người ta trồng bằng củ ạ. 50.000 đồng một củ và mua 5 củ bên em sẽ miễn phí ship. Hiện tại là có 4 màu hoa. Vụ nước hoàng hậu hoa xanh. Đây, hôm nay thì em về cái dòng hoàng hậu hoa xanh thì cây của nó là dòng cây giống thôi. Đấy, mọi người nhìn nhá, tình trạng cây giống của hoàng hậu hoa xanh đây. Đó, một bụi của hoàng hậu xanh đây mọi người nhìn này. Đấy, hoàng hậu xanh này về các bác để làm giống nhé. Cái lá của những cái năm đầu tiên nó sẽ vàng, các bác ngắt đi. Đấy, một chậu cây hoa giống của hoàng hậu xanh này em bán 35.000 đồng một cốc. Các bác mua 10 cốc với em miễn phí ship nhé. 35.000 một cốc hoàng hậu xanh. Các bác có thể kết hợp giữa hoàng hậu xanh và thiên nga. Cứ 5 cốc thì bên em miễn ship. Các bác có thể lấy 4 chậu thiên nga 4 màu và kèm theo một chậu hoàng hậu xanh để các bác sẽ được miễn phí ship vận chuyển nhé các bác nhé. Cái này là bên em ưu tiên khách hàng đấy ạ. Đây, châu hồng gấm hàng xếp rụt nha mọi người nhé. Đây, hôm nay những cái chậu này là những chậu xếp rụt luôn, không có một khe hở nào luôn. Bảo đảm các bác là đây những cái cây hàng tuyển chọn các bác ạ. Nếu mà những cái hồng gấm mà lá còn nó dài, nó không nó thưa hơn thì đấy là hàng xếp thường thôi. Nhưng đây là hàng xếp rụt, hàng chọn của nhà em. Đấy mọi người, có duy nhất 5 cây thôi ạ. Và mỗi cây hồng gấm xếp rụt này xin phép bán chỉ có 290.000 thôi. Hàng bao đẹp. Hồng gấm này hoa rất là thơm và nở quanh năm. Đấy, một số cây còn đang có nụ hoa. Cây này thì em mở ra có nụ hoa, còn những cây khác thì em chưa chắc chắn lắm. Nhưng hàng này thì các bác về chỉ một thời gian ngắn là đã có hoa rồi. Lan Thịnh Vượng Phát Tài, một dòng lan phong thủy, và nó là thuộc cái dòng cây khủng của cây gan khủng ở thế giới người ta công nhận nha mọi người nhé. Một chậu Thịnh Vượng Phát Tài ngày hôm nay phải nói là siêu khủng luôn, siêu khủng và rất là nhiều thân. Cái đợt đầu tiên khi em mới lấy Thịnh Vượng Phát Tài thì về nó là rơi tầm 200, 190 đến 200, thậm chí là những nơi khác mà bán những cái bụi mà to nhiều thân này phải từ 230, 250 mọi người nhé. Hôm nay ạ, hôm nay duy nhất ngày hôm nay cái cây lan Thịnh Vượng Phát Tài, cái mặt hoa của nó là cái bông hoa màu vàng rất là xinh. Đã, màu vàng tươi, và đây là một cái cây mà khủng, nó có phải cao hơn người nhé. Đấy, mọi người có thể thấy không, dòng này chơi thân lá rất là đẹp, mà giá thể trồng của nó rất là đơn giản thôi mọi người, trồng bằng mùn, nó trồng bằng sơ dừa thôi. Một chậu lan khủng này đẻ rất là nhiều nhánh. Hôm nay em xin phép bán chỉ có 180.000 một bụi, siêu to đùng nhiều thân. 180.000 nhá các bác nhá. Đây toàn là hàng tuyển chọn ạ. Thị trường người ta bán cho các bác chậu nó chỉ có duy nhất một thân một thôi. Và đây ít nhất nó sẽ rơi từ 3 thân trở lên. Ít nhất một chậu sẽ từ 3 thân trở lên. Và giá chỉ có 180.000.
bao rẻ nhất thị trường bây giờ. Hiện tại đang bán cái dòng Thịnh Vượng Phát Tài. Và cái hàng này không phải là shop nào cũng có luôn mọi người nhé. Rất là ít shop bán cái dòng Thịnh Vượng Phát Tài này. Trầm cổ nhá, siêu trầm cổ giá rẻ này. Hôm nay về một lô hàng trầm rất là hoa tím đậm. Và đây cái lô hàng năm ngoái sổ tại vườn đây mọi người. Và năm nay chính cái vườn này thì hôm nay người ta xuất cho mọi người những cái lô hàng với giá cực kỳ là hạt rẻ. Đây là những cái chậu lan trầm cổ. Đấy, thời điểm đầu tiên những chậu nhiều thân này rơi tầm 250, 280 một chậu. Hôm nay em sẽ bán tri ân khách hàng nhé. Tri ân khách hàng coi như là bán hàng để mọi người có thể là sưu tầm một chậu trầm để chơi Tết. Một chậu này em không đếm nhé, bởi vì số lượng thân nó quá là nhiều luôn. Đấy, cực kỳ là nhiều thân trong một chậu luôn. Và sẽ bán cho mọi người đồng giá, một mức giá là 180.000. Đấy, giá này em chỉ coi như là tính tiền công đóng hàng thôi. Còn hôm nay thì số lượng này nó chỉ rơi tầm khoảng 20 chậu để bán tri ân khách hàng. 180.000 một chậu trầm cổ. Các bác muốn lấy cái chậu mà thân cao hơn thì nó số lượng thân nó ít hơn. Ví dụ như chậu này đã rơi tầm khoảng 2, 4 đã rơi tầm 5 thân rồi. 5 thân là có 180 thôi. Còn những chậu nhiều thân thì thân nó thấp hơn, cũng giá chỉ có 180.000 nhé. Và tri ân chỉ có duy nhất 20 chậu duy nhất dành cho khách hàng là nhanh tay. Đấy, 20 chậu đang nằm ở đây, có 180.000. Kiều đột biến nhá, kiều đột biến hoa trắng. Và dòng hàng này thì năm nay sau cái cuộc thi hoa lan kia thì em thấy khá là nhiều người săn lùng. Hàng này em bảo hành mặt hoa và chuẩn hoa cho mọi người luôn. Bởi vì sao ạ các bác ơi, cái dòng kiều đấy nó rất là giống những dòng kiều vuông cũng như là kiều tím hàng của Thái. Như dòng này là kiều đột biến trắng thì hoa của nó như trên màn hình em đính kèm cho bác ạ. Kiều đợt này thì cây cao hơn. Hôm trước em bán cái chậu 250 mầm nó chỉ bé như này thôi. Như đợt này mầm các bác thấy này, có những mầm nó cao vượt trội luôn. Và hiện tại nhà vườn, nhiều nhà vườn người ta mua chỉ mua 2 chậu, người ta ghép vào một chậu lớn thôi. Giá trị bán ra đã 900.000 một chậu rồi mọi người ạ. 900.000 mà người ta chỉ ghép 2 chậu này vào một chậu lớn thành một chậu lớn thôi ạ. Hôm nay thì kiều hôm nay thì nhà em bán giao lưu cho mọi người với giá là 270.000 một chậu nhá. Hàng bao đẹp, hàng chuẩn giống, bảo hành mặt hoa. Tiếp theo thì em giới thiệu các bác một dòng hàng hoa chơi Tết, đó chính là Đai Châu. Đai Châu hôm nay thì nhà vườn gửi cho em lô hàng này thì có sổ ra một số những mặt bông như trên màn hình. Đây là hàng hoa ở trong vườn, họ sổ ra bông này. Đây là một bông này. Đây là mặt hoa thứ hai này. Đó. Nói chung là màu, nó giống như màu, cũng không phải là màu bò sữa đâu, nhưng mà nó là màu tím đốm. Tím đốm trắng này. Đấy. Mà nó đậm hơn. Mọi người ngắm cho em nhé, cái mặt hoa mà sổ tại vườn. Và cây hôm nay thì rất là to, hàng này người ta chuẩn bị người ta cho sang chậu gỗ nhé. Chuẩn bị cho sang chậu gỗ, hàng này thì chắc chắn là chơi Tết rồi. Bởi vì nó to cỡ này cơ mà. Mọi người thấy chưa, một cái cây của nó nhiều cặp lá. Và châu ngày hôm nay một cây to như thế này và mặt hoa rất là đẹp chỉ có 150.000 thôi ạ. 150.000 một chậu Đai Châu Thái, số lượng thì đây. Cả lô hàng về này, có tầm 20, hơn 20 cây. Toàn là cây tuyển chọn, cây to, bao đẹp luôn. Đây là Đai Châu Thái nhé. Bờ đát hoa vàng ạ. Bờ đát hoa vàng này cây của nó rất là nhiều thân mọi người nhé. Đẹp chưa? Đó. Hôm nay thì em về có hơn chục chậu bờ đát vàng mà toàn hàng tuyển chọn nhiều thân. Em bán 120.000 một chậu thôi nhé. 120.000 một chậu bờ đát vàng rất là siêng hoa và nở quanh năm. Còn bên là bờ đát hoa tím. Bờ đát hoa tím cây to, rất là nhiều thân, mầm gốc cũng đang lên này. Bụi siêu to đùng luôn. Đó, bờ đát tím này. Bờ đát tím này thì em bán là 150.000 một chậu. 150.000 có duy nhất 4 chậu. Loại bờ rát này hoa nở quanh năm các bác nhé. Có 4 chậu bờ rát tím, 150.000, bụi siêu to đùng luôn. Hôm nay em có về một lô hàng Đai Châu khủng, hàng Thái rất là đẹp nhé mọi người nhé. Dòng này thì không rõ mặt hoa, nhưng mà trong lô hàng của nhà vườn thì gửi ra có một số mặt hoa sổ tại vườn, hoa rất là đẹp. Em sẽ đính kèm cho mọi người xem. Đây cái vòi hoa năm ngoái của nó này. Một chậu của nó ra đến 3-4-5 mầm hoa. Đó. Và thời điểm này là bây giờ bắt đầu là hoa đang nụ để các bác chơi Tết này, hàng khủng luôn. Bác thấy nụ hoa của nó chưa? Đấy. Rất là đẹp. Mẹ cầm thử một chậu. Đây em sẽ bêm thử một chậu Đai Châu Thái cho mọi người xem nhé. Bản lá xếp mít rất là đẹp luôn. Đó, đây là một chậu Đai Châu Thái khủng này. Đó, mọi người thấy chưa? Rất là đẹp. Cây của nó nhiều cặp lá. Gần như là bây giờ là đều sưng mắt nụ rất là nhiều nhé. Đó, đây mắt nụ này. Đó. Một chậu Đai Châu Thái khủng này thì em xin phép bán với giá là chỉ có bao nhiêu nhỉ? 390.000 một chậu nhá. 390.000 một chậu. Hàng bao đẹp luôn. Cập bến một lô hàng cát hồng thơm mọi người nhé. Phải nói là cái dòng hồng thơm này hôm nay mới về này. Hoa nó thơm cực kỳ luôn.
Có những dòng hoa nó chỉ thơm ban ngày mà tối nó không có mùi hương. Riêng hồng thơm này thì hoa của nó thơm cả tối và cả ngày nhá mọi người nhá. Bụi của nó rất là to và nhiều thân. Đây mọi người thấy này. Lô lần này thì cây ở nó đang có mèo nụ ạ. Một số cây đang có mèo nụ như thế này. Hầu như là có mèo nụ hết này. Và cây đang hoa. Đấy, để chuẩn hoa cho mọi người nhá. Một chậu hồng thơm em bán là 150.000 một chậu. Bụi siêu nhiều thân và mua 3 chậu em miễn phí ship nhá. Đây bụi hôm nay bụi to. Thân lá rất là cứng cáp. Đây dòng cắt một lá này. Đấy đang có mèo nụ nhá, 150.000. Hôm nay thì em có về có chục chậu cát 7 sắc cầu vồng và em sẽ dành cái món quà này để bán hàng tri ân khách hàng. Đây ạ, đây là dòng cát hoa có tem nhá và chuẩn hoa cho mọi người luôn. Mọi người thấy chưa ạ? Dòng này thì vốn dĩ nó là dòng cát sưu tầm nên là nó sẽ không có nhiều thân. Và lô hàng này là cái lô hàng vừa VIP nhiều thân mà lại giá rất là rẻ các bác nhé. Cái thời điểm đầu tiên khi em nhập cái cát 7 sắc cầu vồng về là 200.000 một chậu và số lượng thân nó chỉ có lơ thơ vài thân thôi. Ngày hôm nay nhá, một chậu 7 sắc cầu vồng nhiều thân này. Đó, nhiều thân như thế này và giá hôm nay thì em chỉ để các bác chỉ có 170.000 thôi các bác nhé. Phải thật nhanh tay bởi vì lô cát 7 sắc cầu vồng hôm nay có chục chậu thôi ạ. Có 170.000 đồng một chậu thôi. Bao đẹp luôn. Tiếp theo là Damari. Hôm nay thì em có về một lô hàng Damari. Phải nói là siêu mướt đẹp, cây cao to. Hàng này thì bông của nó độ bền hoa thì rất là cao, từ chơi phải hơn tháng. Và nó gần như là từ ngọn xuống đến thân này. Đấy. Và màu cam, màu Damari thì nó sẽ có hai mặt hoa. Đó chính là màu cánh trắng, lưỡi vàng cam và một cánh trắng và lưỡi cam đỏ nhé. Cái loại này thì hàng nhà vườn người ta không phân màu. Tuy nhiên thì dù nổ ra màu nào thì nó cũng rất là xuất sắc. Bụi to nhiều thân ngày hôm nay. Nếu thông thường những cái shop người ta bán trên 200.000 nhưng hôm nay shop nhà em bán chỉ có 180.000 thôi. 180.000 một chậu Damari, hàng bao đẹp nhé. Cây nào cũng xanh đẹp, cái thân cao, nhiều lá. Hoàng tử áo đỏ hay là ren red ạ. Đây là cái dòng cây phong thủy nhá. Cây hôm nay thì về bản lá xếp rất là đẹp. Cây đều tăm tắp này mọi người này. Đó, và số lượng thì nó có ít thôi. Và một cây hoàng tử áo đỏ phân nhánh như thế này em xin phép bán với giá là 170.000 đồng một chậu thôi ạ. Hàng bao đẹp luôn, bao xanh tươi, cây lá xếp. Dạ kim điệp đột miến mắt đỏ nhá. Hôm nay thì nhà em có một số lượng rất là ít để chia sẻ giống cho các bác. Năm ngoái thì cái hàng này em bán Tết rồi. Đây là những cái thân hoa năm ngoái đây. Và năm nay thì khi mà chơi xong hoa thì mầm gốc nó lên rất là nhiều. Dòng này thì bông hoa của nó to, hoa sai to và bông hoa rất là bền, cánh dày dặn, màu trắng sữa và với mắt màu đỏ. Hôm nay thì em chia sẻ cho mọi người giống những cái chậu kim điệp mắt đỏ này với giá chỉ có 170.000 thôi. Cái giá thị trường hiện tại người ta bán từ 230 đến 250 và năm ngoái thì những cái chậu đăng hoa nó là 280 một chậu cơ. Dòng này hoa rất là đẹp. Và giá nếu mà các bác mua 2 chậu nhé, bên em sẽ tính cho các bác chỉ có 160.000 một chậu. Các bác cứ làm một đôi về ghép thành một chậu bự. Bởi vì những năm trước cái này người ta bán theo thân chứ không. Đó, hoa rất là đẹp, kim điệp mắt đỏ đột biến. Một dòng dáng hương em xin phép giới thiệu các bác, đó chính là dòng dáng hương Samurai. Dòng này hoa của nó thì thơm và hoa của nó màu trắng tinh. Loại này thì rất là siêu hoa các bác nhé. Cây của nó là dòng bụi mẹ bồng cây con. Đó, bụi mẹ bồng con như thế này. Các bác về trồng chỉ cần treo như thế này thôi, những cái bộ rễ của nó cũng phát triển rất là khỏe. Và em xin phép bán một đứa giò Samurai này với giá 190.000. Dòng này là cái dòng hàng VIP của bên Thái và dòng chơi hoa, chơi hương. Và nếu các bác cứ tham khảo thị trường người ta bán ít nhất từ 220 đến 250 một bụi cơ. Cái này thì có 190, các bác mua 1-2 bụi về các bác trồng để chơi hương nhá. Hoàng thảo gắt tông Sunray nhá mọi người nhá. Cái dòng hàng này hôm nay em sẽ đại sale cho các bác này. Hoa của nó thì đẹp thôi rồi luôn các bác. Mọi người thấy chưa? Cây của nó càng trồng nó càng dài càng phát triển nhá các bác ơi. Đấy, hàng này nó sẽ xuống lá và sẽ cho hoa và đẻ mầm gốc này. Hoa của nó màu vàng, bông to và mắt màu nâu đỏ. Hôm nay thì những cái chậu cát tông Sunray này, bụi nó nhiều thân. Ví dụ những cái bụi lùm nhiều thân này thì nó ít thân hơn. Còn những bụi to nhiều thì nó ít, lùm thì nó nhiều thân. Còn bụi là cao thì nó ít thân hơn. Đó, thì những cái chậu này trước đây em bán 150, hôm nay em bán cho mọi người chỉ có 120.000 một chậu thôi. Và các bác mua 2 chậu nhá, em sẽ tính 100 mốt. Ví dụ luôn mua một cặp này chỉ có 220.000. Đấy, lấy bụi lùm thì nó nhiều thân thì nó ngắn, còn lấy bụi ít thân thì nó cao hơn. Tổng thể một cái lô hàng về rất là đẹp và cái bông hoa của nó này rất là mỹ mãn. Nên ghép 2-3 chậu để thành một chậu khủng như thế.